Nếu thực sự vì Chúa và vì sự công bình mà chúng ta phải đối diện với sự mắng nhiếc, bắt bớ và vu oan từ người khác. Chứ còn thật sự theo tâm lý bình thường, người mình cũng dễ quạo lên chứ. Tự nhiên cái là đồ mình đạo vũ ha. Tôi hồi xưa còn bị một cái đứa bạn tôi hồi học, thời học phổ thông á, lúc đó tôi học lớp 11 thì phải, có đứa bạn trai ngồi kế bên nó, ê mày phải đạo mẹ chó dữ lắm rồi. Mà từ nhỏ tới lớn tôi không biết gì đó, mình theo đạo cũng từ hồi nhỏ rồi, không phải đạo dần thôi chứ tôi tin Chúa đâu, năm lớp 3, lớp 4 gì đó thì cũng còn rất là nhỏ, tôi thiếu nhiên là tin Chúa rồi. Nhà đạo ăn chó dữ lắm, nó chó gì, cái tôi cũng ghi trong bụng. Tôi về tôi hỏi với ông thầy quản nhiệm đó, nói thầy này, bữa ông vô học sao bạn con nói đạo mình ăn thịt chó, mà tại vì tôi ở thắng tôi không ăn thịt chó, tôi tưởng là thắng khác ăn, thằng thắng mình không ăn mình không biết mà, nên giờ mình hỏi thử ông thầy mình trả lời sao. Rồi tôi cũng thắc mắc, ủa tại sao mà đạo mình ăn thịt chó dữ vậy? Thì tôi hỏi ông thầy nói không có, đó người Công giáo, đặc biệt là người Bắc. Nhưng mà thật ra tôi theo sau này lớn lên tôi biết là người Bắc, người Nam, miền Trung, miền Tây cũng ăn thịt chó hết ráo, mà nó thịt cầy, nó là cầy tơ rồi, mà nay đồng quê đó mà đa phần mấy ông ăn thì thích lắm. Ngay cả khi tôi học ở viện nó mấy thầy đình đình không có tiền chứ đủ cho thịt cày hoài á, thật sự như vậy mà coi nó như là xa xỉ nha, thích lắm, không có tiền ra mấy cái kêu dĩa với lá mơi rồi này kia, mà bạn thân lắm mới mời ra ăn á, còn không là đi ăn mình thôi, tại vì không có tiền nó mắc nè. Mà tôi thấy là không phải vùng miền nào, cũng phải là người Công giáo đâu, nhưng mà trong một chuyện đúng, cái đó nó ra từ người Công giáo là tại vì đúng là đối với người Công giáo thì họ chủ, nó giống như là người miền Nam, miền Trung mình, hay là bình thường người ta làm cũng vậy, ví dụ như có những cái dịp gì vui mình hay làm gà, làm thịt à. Nhưng mà đối với người Công giáo đó, đặc biệt là những người Bắc đó, họ vào Đồng Nai, vào số những cái tinh thần trong này đó, thì những cái dịp lễ lớn, dịp quan trọng họ hay làm cày, gà vịt từ xưa rồi họ hay ăn cày lắm. Trên cái tiếng đó đồ cũng đạo chúa nó tinh lành hay ăn cày lắm, không có. Tôi muốn nói một số điều để chúng ta thấy rằng mình sẽ không bao giờ tránh khỏi sự mắng nhiếc của người khác vì Chúa, vì sự công bình. Mình sẽ không tránh khỏi sự bắt bớ từ người khác vì Chúa, vì sự công bình. Mình cũng không bao giờ mà tránh khỏi sự vu oan đâu, cho dù trực tiếp hay gián tiếp, cho dù họ vu oan trực tiếp trên mình hay là trên hội thánh của mình đi chăng nữa, thì chúng ta cũng đều phải chịu những điều đó. Và xin giúp cho chúng ta biết rằng đây là một trong những cái điều kiện mà chúng ta phải chịu. Vì đây cái nó rất rõ mà, chúng ta phải chịu sự bắt bớ vì sự công bình. Mình phải chịu thôi, tức là mình phải chấp nhận thôi. Chứ mình muốn nhận lấy phước lành mà mình không thỏa mãn cái điều kiện thì khó lắm. Trên đó là cái điều kiện thứ nhất quý vị. Còn điều kiện thứ hai là gì? Chúng ta xem với nhau trong câu số 12. Chúa nói là hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm. Ở đây Chúa Giê-xu nói rằng việc một người muốn được cái phước lành thứ 8 này, thứ nhất là mình phải chịu sự mắng nhiếc, chịu sự bắt bớ, chịu sự vu oan vì Chúa, vì sự công bình của Ngài. Nhưng mà Chúa còn nói là một cái điều kiện đó là gì? Đó là các ngươi phải đón nhận tất cả những điều này với một cái thái độ, với một cái tinh thần, đó là vui vẻ và mừng rỡ. Chúa Giê-xu nói là mình chịu thì được rồi đó, nói chung là cũng được 50%, 5 điểm. Họ có chịu sự bắt bớ không? Có chịu sự vu oan không? Có chịu sự mắng nhiếc không? Dạ con có. Có là con được 5 điểm rồi đó. Nhưng mà còn cái 5 điểm còn lại, chúng nó là chịu tất cả những điều đó trong tinh thần vui vẻ và mừng rỡ. Cái đó mới khó. Tôi nghĩ là tất cả quý vị ở đây thì ít nhiều gì chúng ta cũng đã, đang, và có thể là chúng ta sẽ chịu những sự mắng nhiếc rồi bắt bớ rồi vu oan. Nhưng mà hỏi quý vị là mình có vui vẻ mừng rỡ thì mình bị những cái đó hay không? Thì đó là vấn đề. Chúng ta có vui không khi người ta nhiếc móc chúng ta, người ta sỉ nhục chúng ta, cái thằng tinh lành đó, cái con tinh lành đó, xin lỗi nói nhưng mà nó nhiếc móc, đâu có nói cái cô, cái chị, cái anh, cái chú, cái bác, đâu phải là gọi là nhiếc móc được đâu. Cái con tinh lành, cái thằng tinh lành, ví dụ như vậy. Thế thì khi chúng ta bị người khác nhiếc móc như vậy, mình có vui không? Hay là mình quạo? Ở đây nó là lòng mừng rỡ, vui vẻ mà mừng rỡ. Và cái sự vui vẻ mừng rỡ ở đây chú kèm theo, nó là thái độ của người mà chuẩn bị nhận được quà đó. Mình lớn là phải không quý vị, mình là thanh niên rồi, và con là tuổi thiếu niên, có nhiều người con tuổi thanh niên rồi. Nhưng mà nói thiệt là mỗi lần quý vị đứng ở đây mà ban hoàn tặng quà cho quý vị, quý vị vui không? Vui chứ sao vui, trừ khi là tặng mà không đúng thứ hạng, hơi quà một chút, nhưng mà có quà là vui, phải không? Nhưng khi lẽ ra mình hạng nhất chứ mà quên đúng một chữ, lọt xuống tới hạng ba, tại trên đất, lọt xuống tới hạng ba mình buồn, mình quạo, có thể là như thế. Nhưng mà trong những mình nhận quà thì mình vẫn vui. Tôi nghĩ là ít có ai đúng không? Khi chuẩn bị nhận quà chúng ta buồn lắm, ngoại trừ như đã nói. Và ở đây khi nói đến cái chữ là vui vẻ mừng rỡ, vì sao? Vì biết rằng mình sẽ bởi đó mà được phần thưởng. Và trở lại là khi chúng ta bị nhiếc móc, chúng ta bị bắt bớ, hay khi người ta vu oan giá họa cho chúng ta, mình có vui
Nhiều người nói cho vua không nổi thầy ạ, vua không nổi thầy ạ. Nó chịu thì ráng cắn răng chịu đựng không? Ráng cắn răng chịu đựng biết là sẽ được cái phước thứ 8 này nè. Cái phước này nó cũng quan trọng lắm, một lát chúng ta sẽ nói. Nhưng mà để biểu tôi vui thì chắc hơi khó, phải không? Còn lâu mới vui, phải không? Nhiều khi chúng ta suy nghĩ như vậy. Nhưng mà không, đây là điều kiện quý vị. Chúa nói với chúng ta rằng khi nào người ta vì các ngươi mắng nhiếc bắt bớ lấy mọi điều dữ nó vu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ nức lòng mừng rỡ vì đó là cái điều kiện để các ngươi được phước hay là được cái phần thưởng. Cho nên muốn được cái phần thưởng ngược lại, hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ khi mà các ngươi bị người ta mắng nhiếc bắt bớ và lấy mọi điều dữ nó vu cho các ngươi. Cho nên không tất cả chúng ta không chỉ mình dừng ở cái chỗ đó là mình chịu sự mắng nhiếc, mình chịu sự bắt bớ, mình chịu sự vu oan. Nhưng mà đang khi mình đối diện với những điều đó, xin Chúa giúp cho mình và nhắc nhở mình cái điều này, đó là mình đón nhận nó trong cái tinh thần tích cực. Có thể nói như vậy. Dĩ nhiên không phải là ta chửi mình cái mình nhăn răng mình cười như khi ta một tay chửi nữa. Có nhiều người ví dụ xin lỗi con cái mình á, nhiều khi mình la nó cái có những khi nghe nó buộc nó cười quá sao mình chửi nhầm hay sao đó biết. Có nhiều lần chửi nó mắc cười, nó cười lên cái mình quạo mình quá đó. Chúng ý nó giận mặt như mình vậy. Cho nên không phải người ta chửi mình, người ta mắng mình, cái mình nhăn răng mình cười, phải. Nghĩa ý muốn nói mình đón nhận tất cả những điều này với một cái tinh thần thái độ tích cực. Vì mình biết là phước chứ không phải là quả. Vì sao? Vì sự công bình và vì Chúa mà mình mới đón nhận những điều này. Và khi đón nhận những điều này tức là chúng ta đang dự phần trong sự thương kho. Và như đã nói, ông Phê-rơ đã nói ở trong Phê-rơ nhất, nói rằng nếu mà chúng ta không dự phần trong sự thương kho thì mình chẳng có phần gì với Chúa hết. Và khi Chúa rửa chân cho ông Phi-rơ, thì khi rửa chân cho ông Phi-rơ thì ông Phi-rơ đứng rửa. Nhưng mà Chúa nói giờ không rửa thì ta với ngươi không có liên quan gì nghe. Ông Phi-rơ tắm luôn. Nếu nó có liên quan thì liên quan nhiều chút. Nhưng mà rồi cũng không lâu sau đó khi Chúa bị bắt, tên này tớ hỏi ngươi với Chúa có liên quan gì không? Cháu trở đi. Trước đó Chúa nói là có liên quan thì rửa, là dạy tắm, tức là có liên quan nhiều hơn chút. Ông ẩm muốn lúc nào cũng hơn người ta mà. Nhưng mà tôi hỏi Chúa thì bác hỏi có liên quan đó không? Và có phải không một lần mà không tới 3 lần. Nhưng rồi trong cái kinh nghiệm xương máu đó cũng nói là nếu các ngươi không chịu sự thương khó tức là các ngươi không có phần gì với Chúa. Còn nếu mình chịu sự thương khó tức là mình có phần với Chúa. Cho nên Chúa vinh hiển trong tương lai thì mình cũng sẽ hiện ra trong sự vinh hiển với Ngài. Cho nên trở lại, xin Chúa giúp cho chúng ta để mình biết rằng khi đối diện với những điều này nên mừng hơn là nên buồn. Và phía đó đừng có xem những cái điều này như là một cái điều gì đó nó bất ngờ. Đừng có xem nó như là một việc lạ thường, nhưng coi nó là bình thường. Tại vì theo Chúa thì không tránh khỏi sự nhiếc móc. Vì Chúa thì sẽ có bình trong tránh khỏi sự bắt bớ, không tránh khỏi sự vu oan. Mà ngược lại còn được phước. Vậy thì đừng ngạc nhiên, đừng khó chịu, đừng quạo quọ, đừng bực dọc, nhưng hãy đón nhận một cách tích cực. Nhưng mà khi dừng lại ở đây thì có một cái điều mà chúng ta suy nghĩ trước khi bước qua phần cuối cùng. Đó là cái động lực để chịu được những hoạn nạn này là gì? Chúa nói chúng ta rằng mình phải chịu sự mắng nhiếc và bắt bớ vu oan. Mà chịu nó trong tinh thần tích cực thì lấy đâu động lực ra mình làm được cái chuyện đó. Con người xác thịt này thật ra thì không thể nào không quý vị ơi. Thật sự kể cả cá nhân tôi hay là tất cả chúng ta những người theo Chúa cho dù 10 năm, 20 năm, 30 năm. Khi biết là vì danh Chúa, vì Chúa mình đối diện với nó nhưng mà thật sự không dễ đâu. Để mình đón nhận nó một cách tích cực. Vậy thì mình lấy đâu ra động lực. Ở đây Chúa Giê-xu cho chúng ta biết một cái bí quyết. Nó nằm ở trong câu số 12. Phần cuối. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Chúng biết là bình thường cái bản chất xác thịt của mình là mình chịu được là quý rồi. Còn để mà mình vui vẻ, nức lòng mừng rỡ, mình tích cực đón nhận với những cái điều đó thì nó khó vô cùng. Cho nên Chúa hé mở cho chúng ta đây một cái bí quyết. Và Chúa nói rằng để có được cái động lực đó thì các ngươi phải nhớ lại các đấng tiên tri trước đây cũng đã từng bị người ta bắt bớ, như là bắt bớ chúng ta để làm động lực. Chúa nói là hãy nhớ lại các đấng tiên tri trước các ngươi cũng y như vậy. Lời của Chúa trong Sử Ký nhì đoạn 36 câu 16, chúng ta có thể mở ra để cùng xem với nhau. Sử Ký nhì đoạn 36 câu 16, ở đây lời Chúa nói gì về sự bắt bớ mà các tiên tri phải chịu? Nhưng chúng ta nhạo báng sứ giả của Đức Chúa Trời, khinh bỉ các lời phán Ngài, cười nhạo những tiên tri của Ngài, cho đến nỗi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự Ngài, chẳng còn phương chữa được. Ở trong công vụ, quý vị, công vụ đoạn 7, câu số 52 á, thì
Lời của Chúa qua Luca ông trình bày ở trong câu kinh thánh này, ông nói gì nữa? Đoạn 7 câu số 52. Tôi đọc ở đây quý vị cùng nghe. Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của đấng công bình, và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết đấng đó. Ở đây cả hai câu kinh thánh này cho chúng ta thấy một cái điều đó là gì? Rõ ràng là không có một cái đấng tiên tri nào vì sự công bình, vì Chúa mà không chịu sự bắt bớ đó. Giống một người cũng không à. Tất cả đều bị bắt bớ. Bắt bớ không cách này thì cũng cách khác. Ông Nehemi, ông Jeremy, rồi kể cả ông Daniel nữa. Rồi ba bạn của ông Daniel nữa. Chúng ta còn nhớ Daniel và ba bạn Daniel khi mà bị bắt sang Babylon đó. Cũng vì Chúa, vì niềm tin của mình ở Chúa phải không? Vì sự công bình. Ông không chịu ô uế cho nên là từ chối thức ăn của vua và rượu vua. Mà chúng ta biết là ông xin cái ông làm đầu hoàng quan. Mà hoàng quan là cái gì quý vị? Quý vị có xem phim tàu không? Hoàng quan là gì? Là quan gì? Nhà thái giám. Mà quan thái giám thì chúng ta biết rồi, mấy ông nó khó ăn khó ở lắm. Cái người bình thường mà họ trở cái bất bình thường mà. Họ phải là cái kiểu mà giới tính thứ ba, người đang bình thường mà để muốn có được cái sự trung thành, phải giải quyết cái khiến cho họ không thể trung thành. Và chính vì vậy những người thái giám đó, về cơ chế sinh lý đó, họ giống như sớm nắng chiều mưa, tối lâm râm. Cái kiểu là hồi vui, hồi buồn, kiểu như vậy, rất khó chịu. Mình xem phim thì mình biết mấy cái ông mà trong mấy vai thái giám quyền lực ghê lắm. Và người ta nói rằng là thái giám là một trong những người quyền lực là bởi vì sao? Vì theo lịch sử của Trung Quốc, người ta nói rằng chỉ có những cái gọi là tổng quản, thái giám tổng quản là cái người sẽ có trách nhiệm trong cái vấn đề đưa cung phi để vị vua đó gọi là thị tẩm. Và để ăn ở vị vua đó thì chính cái quan thái giám đó là người có trách nhiệm từ đầu cho tới cuối. Và nó đến mức như thế này quý vị, khi mà cái vị cung nữ nó vào ăn ở với vua đó thì các ông thái giám là cái người biên sổ sách canh giờ nha quý vị, từ mấy giờ vào mấy giờ ra để chi quý vị không. Tại vì vua ví dụ Salomon chúng ta thấy có ba ngàn cô vợ hả, rồi tới 7.000 cung phi gì đó. Chúng ta biết rằng vị vua như vậy thì cung phi cung nữ đầy dậy. Rồi bây giờ ăn nằm với những cung phi cung nữ đó, cuối cùng nó tôi có bầu của thái giám, mà bầu của ai, bầu của vua hay bầu của ai, quý vị có nắm được à? Cho nên chính cái vị quan tổng thái giám đó là cái người đưa cung phi vào trực tiếp cho vua thị tẩm, và ông là cái người ghi chép sổ sách quan sát, ông là người theo dõi và là cái người xác định xem có phải cái cô cung nữ đó có bầu ngày mấy tháng mấy, truy cứu lại ABCD để xác nhận. Chứ cái thời đó thì đúng rồi, mình có coi phim mình thấy rằng cắt giọt máu của cha, cắt giọt máu của con, cái kiểu đó thì mình nó cũng mang cái tính gọi là tương đối thôi. Nhưng mà trong cung vua mà đâu có phải hở ra để đẻ ra, đợi tới lớn rồi cắt máu rồi trộn vô đó là biết phải hay không. Rồi nó cũng có nhiều cái chuyện mà tráo lông tìm phụng gì đó, ví dụ như vậy. Chính là tổng quản thái giám quyền lực lắm. Mà ông Daniel vì niềm tin không chịu sự uế mà giá tới xin ông hoặc làm đầu hoàng quan không phải đơn giản không. Nhưng mà ông sợ, chỉ cần cái ông đó mà phật ý một cái thì bị chém đầu đi chơi. Tại vì như tôi đã nói là cái vị gọi là làm đầu hoàng quan, mấy cái ông mà tổng thái giám, mấy ông quyền lực ghê lắm. Nhưng mà vì sự công bình, vì Chúa, vì danh Chúa, vì niềm tin với Chúa, ông sẵn sàng. Nhưng mà rồi chúng ta cũng biết ông cũng bị bắt bớ rất là dữ dội. Cho đến khi một ngày kia trong Daniel đoạn 6 thì chúng ta biết là những người kia mới lòng tìm vết để mà hãm hại Daniel tìm hoài không ra. Coi lý trật tư pháp rồi này kia không có cái chỗ nào mà truy cứu được hết đó. Ba đời cách mạng ha, làm quan từ cái đời vua này tới vua kia không có cái gì sơ sót hết trơn. Ông có ăn chặn, ăn bớt, không có tham nhũng, không có thâm lạm, không có đút lót, không có gì cả. Rồi bây giờ sao? Bắt bớ niềm tin của Daniel. Biết Daniel có cái thói quen là cầu nguyện ngày 3 lần. Cho nên bây giờ ra cái chức điện đừng cho con quỷ mãi hết. Rồi Daniel dịch à. Cho nên mình thấy rằng cái vấn đề là gì? Tất cả những tiên tri ai cũng phải chịu cái sự bắt bớ. Mà cái sự bắt bớ của họ là ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sự sống còn của họ. Cái bài hát bài thánh ca 41 nãy quý vị hát thật sự có một cái lời khá là cảm động. Tôi không biết chính xác nhưng mà có cái câu là vợ con danh mạng ta không chọn, lấy đi không chọn à. Vì cái điều quý hơn đó là linh hồn. Một cái người nếu không có vì danh Chúa, vì Chúa chấp nhận chịu cái sự bắt bớ thì chúng ta không nói. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng những người chấp nhận chịu sự bắt bớ, chịu sỉ vả, chịu nhục mạ, chịu vũ oan vì Chúa, vì danh Chúa thì đúng là xứng đáng nhận lấy phước lành. Nhưng mà trở lại, để có thể đón nhận một cách tích cực thì chúng ta cần phải nhớ lại những người đi trước chúng ta. Và có lẽ một trong những nhân vật mà chúng ta phải nhớ tới đó là chính Chúa Giê-xu. Vì trong Luca, xin lỗi, Luca đã nói trong công vụ của sứ đồ nói là gì? Ngày trước có đấng tiên tri bị đủ thế kỷ ra đời hết, bây giờ chính đấng
mà các ngươi đang bắt bớ, đang phó đây nè, các ngươi sẽ tiếp tục làm hại ngài. Ý của nàng nói về chính Chúa Giêsu. Và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đến để sự sỉ nhục trước mặt mình trong Hebrew đoạn 12 đó quý vị. Chúng ta nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ của cuộc đức tin, và chính Chúa là đến để sự sỉ nhục trước mặt mình. Chúa chịu biết bao nhiêu điều rồi, trong khi Chúa vì Đức Chúa Cha, vì sứ mệnh mà Chúa Cha giao phó, ngài chịu sự bắt bớ, bắt hại. Thế thì ở đây Chúa Giêsu nói rằng hãy nhìn thấy những điều đó để làm động lực cho các ngươi. Không phải chỉ có một mình các ngươi chịu sự bắt bớ, không phải chỉ có một mình các ngươi chịu sự sỉ nhục, không phải chỉ có một mình các ngươi bị vu oan đâu, mà tất cả các tiên tri đều bị như vậy hết. Thế thì mình là ai? Và trong một phương diện mình muốn nhận phần thưởng như họ mà mình không muốn trải qua những điều họ trải qua thì phi lý quá. Không thì anh Thánh vào đầu bước lên đây lãnh quà là sao? Đi nhóm không tung tích mà tôi hồi tặng quà là tôi phải có, ví dụ như vậy đó. Cái gì mình muốn mình cũng có với người ta, nhưng mà làm như người ta thì không. Trong hội thánh tôi có một lần là rút kinh nghiệm. Trước đây khi nó còn là điểm nhóm đó, thì trên tinh thần anh em nào phục vụ thì cuối năm mình tặng quà, quà cái gì đâu, 150-200 ngàn, cũng bao nhiêu người nữa. Nhưng mà khi hội thánh bắt đầu lên từng bước chuyển mình lên chi hội này cái thứ thì mình cũng kiện toàn, nhưng mà chưa kịp kiện toàn là có chuyện. Thì trong một cái lần tổng kết để mà phát quà nhân sự cuối năm thì có một cái chị, sao đó chị buồn, chị không dám nói gì, sao đó chị buồn, chị nói một vài gì, chị nói sao chị không có quà. Hỏi chị thì chị nói là chị có chung chú phụ mà. Truy cứu riết ra, quý vị sao? Chị không có được mời làm nhân sự. Nhưng mà trong cái thánh kinh hè thiếu nhi á, con chị có đi học. Trước đây thì chị có tham gia trong cái ban ẩm thực, nhưng mà sau này chị bận biểu quá đã không có mời. Thì trong cái lúc mà học đó thì cần có những người phụ đó, thì chỉ giống chị xung phong như chị phụ chứ không có kêu gì nữa. Thì chị mới nói là ý là chị cũng có làm cái đó mà sao giờ chị không có quà. Nhưng mà cái làm đó nó không phải là một nhân sự. Quà là dành cho những người nhân sự phục vụ 6 tháng 1 năm. Những người được mời, được xác nhận có đủ đầy tư cách v.v. Đó là nhân sự chứ đâu phải.